Rồi chào anh em nhá. Hôm nay công chim trắng sẽ chia sẻ một bài để chống lạnh khi bơi mùa đông. Bên cạnh là anh Thanh. Anh sẽ tham gia cự ly 1000 sải hả? Không, 500x. À 500x, anh sẽ tham gia cự ly 500x trong giải bơi nước lạnh sắp tới. Anh từ trên Hòa Bình phi xuống đây để học công chim trắng tuyệt chiêu chống lạnh. Kinh nghiệm. Là đầu tiên là khởi động. Đấy. Đấy, các bạn cứ bắt chiếc đây là được. Đảm bảo là hết lạnh. Được chưa? Còn bài gì nữa không? Có, đó là bài khóa huyệt dưới nước. À khóa huyệt là được. Thế đầu tiên anh em phải khởi động trên cạn đã nhá, cho nó nóng người đã. Rồi tiếp theo là xuống dưới nước nào. Cầm ống kính đi bạn. Rồi đi, đi. Đây này, bài khóa huyệt này mới gọi là quan trọng này. Anh Thanh học luôn bài khóa huyệt. Khóa xong là bơi nước lạnh là ok. À, bấm huyệt à? Không phải bấm huyệt nữa. Khóa huyệt. Đây, ở câu lạc bộ cựu chiến binh các cô các chú đã đầu tư làm một quả bê tông xuống nước cực kỳ đẹp luôn. Rồi động tác đầu tiên là ngâm chân xuống nước. Đấy. Ngâm chân nhá. Rồi. Phát thứ hai là uống nước sâu nha các bạn nhá. Uống nước nhá. Làm một ụm nước. Rửa mặt đi. Rửa mặt đánh răng luôn. Rồi tiếp theo đây. Xoa gáy. Xoa gáy và xoa đỉnh đầu nha các bạn nhá. Xoa gáy, xoa đỉnh đầu 20 lần nhá. Đấy. Rửa mặt xoa gáy. Rồi xong rồi xoa cổ, xoa ti nhá. Rồi đây là bài xoa ti rất quan trọng. Xoa ti đây, xoa ti. Anh Thanh xoa ti đi. Đây là thật đấy, phải đùa đâu. Là xuống phần xoa ti, xoa rốn. Đấy. Đấy là những cái huyệt mà khi mà mình xoa vào thì nó sẽ đóng luôn, nó lộ chân lông. Còn cái quan trọng nhất chính là đây, động tác tiếp theo là động tác rửa đít. Khóa huyệt đít đấy, đùa đâu. Đây là quan trọng bậc nhì này. Đấy, tức là các bạn hình dung là mình cứ đi từ dần dần xuống dưới nước. Tiếp xúc dần dần. Cơ thể nó quen dần với cả nước đã. Cái này là sẽ yên tâm bơi. Cái này mấy ông bà ra làm kiểu dùng đúng lười ấy. Ờ. Ra bắt tùm bắt xuống luôn. Tùm xuống là nguy hiểm. Tùm xuống là nguy hiểm. Cô chú này nhưng chẳng may sao nhảy phát xuống là không lên. Nó sốc nhiệt mà. Nó chưa quen. Mình cứ bình tĩnh làm từng bước một. Nhà yeah, kết thúc một bài khóa huyệt đi các bạn nhá. Chưa. Khóa huyệt đấy là khóa huyệt xong rồi, bây giờ phải thở nước đi, làm vài cái thở nước đi. Dội nước qua người đi cho nó mát mẻ đi. Đấy đúng rồi, anh Thanh nhiều kinh nghiệm quá. Đây là chuyên gia bơi sông Đà đây. Đầy kinh nghiệm mà. Gà bơi sông Đà. Đấy. Anh còn rửa cả đằng trước cơ mà, đấy. Tắm rửa sạch sẽ. Thế thôi, anh em chỉ cần thế thôi là có thể là tham gia cái nội dung là bơi nước lạnh của câu lạc bộ bơi khám phá rồi. Quá đơn giản luôn. Không lạnh bằng nước trên sông Anh. Không lạnh bằng đúng không? Không lạnh bằng sông Đà. À đấy, còn không lạnh bằng sông Đà cơ mà. Thấy chưa, anh em lo gì. Cái sông trên sông Đà ấy, tức là nó là cái cửa nước mà từ nhà máy ra ấy. À. Là xả đáy. Xả đáy. Đấy, nước đấy sâu lạnh. Ui, thế thì nó còn lạnh nữa. Đấy. Lúc nào mà bơi mà cái tầm mà thấy bắt đầu nước nó chảy là y rằng là lóc góp ra tí là vào. À, tức là lúc mà nước chảy là lạnh nó bắt đầu nó lên đúng không? Đúng rồi. Lạnh nó bắt đầu nó xả ở dưới đáy lên. Được đấy. Dài không thì bét. Được. Rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Mùa này ra bãi sông bơi là cực kỳ đẹp luôn này. Có bãi cát, nó lộ bãi cát ra. Đây, đường xuống thì đã đổ bê tông rồi đàng hoàng rồi. Khu vực vệ sinh thay đồ đủ cả, không thiếu gì. Bơi sang bên bãi giữa kia thì có bãi cát để coi như là chơi, chụp ảnh, BBQ. Đấy. Này còn gì bằng.
đục hơn nước thế này. Đã. Đục hơn nước. Đục hơn, đúng chỗ này là nhiều cát mà. Nhiều cát thứ hai là trên nó về. Vâng. Bên kia là quanh toàn núi. Rồi, chúc anh em luyện tập rồi, tốt nha. Tớ sang bãi chơi đây. Luyện tập tốt nha.